Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng nay tôi muốn chia sẻ cho họ thắng cái chủ đề là đếm những ơn phước Chúa ban. Chúng ta cùng nói người bên cạnh nào. Đếm những ơn phước Chúa ban. Một lần nữa, đếm những ơn phước Chúa ban. Chúng ta nhìn người bên cạnh chúng ta nói, hãy đếm những ơn phước Chúa ban cho bạn nha. Hãy đếm những cái ơn phước mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa được chép ở trong Sách Thi Thiên 90 câu 12 là: cầu xin Chúa dạy cho chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Trong Thi Thiên 90 câu 12 chúng nói vậy: cầu xin Chúa dạy cho chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được cái lòng khôn ngoan. Chúng ta sẽ cầu nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta đếm những phước hạnh mà quên đi những ưu phiền. Nhớ những cái ơn Chúa ban cho và quên đi nỗi nhọc nhằn. Hãy nhớ công lao của cha mẹ mình mà quên đi bao nhiêu lòng giận dỗi lẫn nhau. Amen. Hãy đếm tất cả những cái điều ơn lành của Chúa đã làm trên tôi và anh chị em. Chúng ta cần phải biết rằng cần phải đếm những gì cần phải đếm và quên những gì cần phải quên. Chúng ta hãy tắt cái một số âm thanh. Quên những gì cần phải quên và chúng ta nhớ những gì chúng ta cần phải nhớ. Có những cái chúng ta quên để chúng ta được cái gì, và có những cái chúng ta nhớ để chúng ta được những gì, và có những cái mà chúng ta làm để chúng ta gia tăng những cái gì. Chúng ta xin lời của Đức Chúa Trời được chép ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn thứ 8, để tôi đọc lời của Chúa cùng quý vị để chúng ta thấy được rằng những gì Chúa muốn phán bảo với chúng ta buổi sáng hôm nay. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn thứ 8, tôi đọc cho quý vị nghe từ câu 1 đến câu số 5 trước, rồi sau đó tôi sẽ chia sẻ tiếp và tôi sẽ đọc cho quý vị sau. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 chép như sau: hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được giá thêm và được vào nhận lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi để ban cho các ngươi. Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Vậy Ngài có hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Giê-hô-va mà ra. Trong 40 năm này, áo sẫm ngươi không hư mòn, chân ngươi không phù lên. Vậy ngươi khá nhận biết trong lòng rằng Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sửa phạt ngươi như người sửa phạt con mình vậy. Chúng ta cùng đọc chung với tôi trong câu số 6 của Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8, 2, 3. Hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối Ngài. Amen. Nhờ ơn Chúa, chúng ta quên những gì mà Chúa muốn chúng ta cần phải quên, và nhớ những gì chúng ta cần phải nhớ. Có những cái chúng ta nhớ nó không tốt trên đời sống chúng ta, và Chúa biểu con quên nó đi. Và có những cái nếu mà chúng ta quên thì không tốt cho chúng ta, cho nên Chúa biểu chúng ta cần phải nhớ những điều đó. Nhưng mà mỗi tội là có người chúng ta hay làm ngược lại. Cái thì Chúa biểu mình quên đi thì chúng ta lại nhớ lâu lắm. Mà có những cái Chúa biểu chúng ta cần phải nhớ không, chúng ta lại quên ơn. Nhưng mà tôi hy vọng buổi sáng hôm nay, ngày của mẹ, tôi mong những người con đang có mặt ở đây hãy nhớ đi cái công ơn mà mẹ mình đã chăm sóc mình. Hôm qua tôi nói chuyện với con gái thôi, tôi nói con cần phải biết ơn mẹ con nhiều. Mẹ con là người đã từng cho con ăn, rồi giặt giũ cho con, rồi sắm sửa cho con, đóng tiền trường học cho con, rồi lau chùi phòng cho con, rồi chăm sóc cho con đủ. Mà các con, mỗi lần mà mẹ con nhờ các con một chút thì ba nhìn thấy khuôn mặt của các con có một vấn đề gì đó, nó chưa sẵn sàng cho lắm. Nhưng tôi cầu nguyện cho các con của tôi, sau bài giảng này, các con tôi mỗi lần mẹ nó nhờ cái gì, các con phải sốt sẵn làm việc đó. Khi mà biết ý của mẹ mà mẹ chưa cần, các con phải lên làm trước. Tại vì sao? Không ai
ai yêu thương mình bằng chính mẹ của mình đối với mình về thể xác, còn không ai thương chúng ta bằng chính Đức Chúa Trời đã từng yêu thương mỗi người trong chúng ta. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ điều này, nhờ ơn Chúa mà chúng ta cần phải đếm những cái ơn phước mà Chúa đã làm trên cuộc đời của tôi và anh chị em. Tôi lâu lâu thì tôi ngồi lại thì tôi kể những cái câu chuyện mà ngày xưa mà hồi tôi chưa tin Chúa. Quý vị biết rằng nếu mà so sánh từ cái ngày mà tôi chưa tin Chúa với bây giờ là nó trở thành một trời một vực. Một trời một vực. Từ một tội nhân mà bây giờ trở thành một thánh nhân. Từ một con người thất vọng mà bây giờ đầy hy vọng. Từ những con người làm nan đề cho xã hội mà bây giờ trở thành con người nguồn phước cho xã hội. Từ một con người dốt nát, bây giờ Chúa sẽ trở thành người giảng đạo trong tình yêu của Chúa Giêsu. Từ những con người không có bất cứ gì trong xã hội này cả, chiếc xe đồ không có đi nữa. Quý vị biết chiếc xe đồ không? Chiếc xe đồ không có mà đồ nữa. Nó thật sự á, không có chiếc xe đồ để mà đồ. Rồi không bao giờ mơ ước rằng có nhà có cửa đâu. Nhưng mà những gì người ta đã từng nói là mày mơ hả? Mày mốt mày có nhà lầu xe hơi, cái chuyện xưa với con à. Nhưng mà tất cả những gì chúng ta sẽ không có được, nhưng mà trong ân lành của Chúa không có gì gọi là không có thể. Amen. Chúng ta nhìn người bên cạnh đó là trong Chúa mọi sự có thể cho bạn. Amen. Mọi sự có thể cho bạn. Mọi sự có thể cho bạn. Khi nào? Khi bạn biết ơn Chúa. Khi bạn quyết định sống làm theo lời của Chúa. Khi bạn là những con người quyết định quên những gì cần phải quên. Ví dụ như trong sách Esai 43 và số 18, Chúa nói là gì? Đừng nhớ lại những sự đã qua, cũng đừng nghĩ lại bao cái chuyện của đời trước. Vì sao? Có những cái chuyện mà người ta làm tổn thương mình, có những cái nan đề, có những cái nghịch cảnh, có những cái điều gì đó làm mà nếu chúng ta càng nhớ đến chừng nào thì chúng ta càng mệt mỏi, chúng ta càng mất thời giờ và chúng ta bị hao năng lực, và không khéo thì chúng ta bị mất ơn ngay chỗ mà chúng ta nhớ những chuyện không cần phải đáng nhớ. Đúng không anh chị em? Nhưng mà chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa, nhớ rằng Chúa đã giải cứu chúng ta như thế nào, ngày xưa chúng ta đã làm sao, bây giờ chúng ta như thế nào. Chúng ta cần phải biết ơn Chúa trong những lĩnh vực đó anh chị em. Những con người biết ơn là những người hay làm ơn cho người khác. Nhưng mà những người biết ơn lại Đức Chúa Trời càng gia thêm ơn. Đúng không? Người biết ơn Đức Chúa Trời lại gia thêm ơn. Còn người vô ơn lại là người mất ơn. Người biết điều thì người khác sẽ tạo cho điều kiện, đúng không? Người mà không biết điều thì cho mày ra cái điều mày ở. Chú bảo đừng nhớ lại sự đã qua, những cái chuyện gì mà anh em mình lỡ mình một lời nói nào đó, hoặc là cha mẹ mình lỡ la mình một vấn đề gì đó. Tôi khuyên anh chị em hãy nhờ ơn Chúa mà quên nó đi. Cách đây mấy tuần thì có một cậu thanh niên kia đã chính mình đã ra tay giết chính mẹ ruột của mình. Giết chính mẹ ruột của mình. Vì sao? Vì cậu thanh niên này lớn rồi mà lại ngông chơi, không chịu học hành, cũng không chịu làm việc, mà chỉ biết ăn xong không dọn, không phụ bếp, cũng không làm gì cả. Nó làm con mà nó không chịu làm con, nó phải làm cha. Mẹ tức đó, mẹ la lên, mẹ rầy nó. Tôi hỏi anh chị là những lúc mà người mẹ rầy la là mẹ thương hay là mẹ ghét? Gì? Ấy vui của nó là mấy bạn trả lời, chứ người lớn không cần trả lời hết. Những lúc mà ba mẹ cái con la cái con, rầy cái con là ghét cái con, là thương cái con. Yếu xìu à. Thương không? Đôi lúc Đức Chúa Trời cũng rầy chúng ta. Có không anh chị? Đôi lúc Đức Chúa Trời cũng cầm con roi khẽ vào chúng ta. Tôi hỏi anh chị em là lúc đó Chúa ghét mình hay là Chúa yêu thương mình đây? Có một câu kinh thánh Chúa nói là nguyện người công bình đến tôi là phước, là ơn á. Đức Chúa Trời thì thương á, ai thì Ngài trách phạt người đó, như một người cha trách phạt con trai yêu dấu mình vậy. Cho nên tôi cầu nguyện cho mọi người trong chúng ta, những lúc cha mẹ mình có rầy mình, những lúc mà Đức Chúa Trời có rầy mình á, thì xin Chúa giúp đỡ cho mọi người trong chúng ta càng yêu mến cha mẹ, càng kính sợ Chúa nhiều hơn, đừng chạy xa khỏi tình yêu của Chúa. Chúa nói là đừng nhớ lại sự đã qua,
Cũng đừng nghĩ đến chuyện đời trước, ba có chuyện người xưa đó, hội thánh đối xử tôi thế này thế kia, người kia đối xử với tôi thế này thế nào, cần phải quên những điều đó đi. Amen. Và này, ta sắp làm một công việc mới. Nếu mà chúng ta cứ tập trung vào hoài cái công việc cũ á, thì công việc mới chúng ta có đón nhận được không? Nếu chúng ta quá tập trung vào những cái sự mà hơn thua giành giật á, tâm trí chúng ta có mở ra để tiếp nhận những điều mới không? Không. Nếu mà chúng ta cứ quá hơn thua hận thù trong trần gian này á, thì thiên đàng có phù hợp với chúng ta không? Đó. Cho nên bao nhiêu người quyết định là tôi ở trần gian này tôi trả xong món nợ thù này rồi tôi đi địa ngục, hay là quyết định là tha thứ để chúng ta ở thiên đàng đời đời. Có nhiều người nói với tôi như vậy, sống á là tôi bỏ bụng, mà chết là tôi mang theo, làm dữ lắm. Nhưng mà xin Chúa giúp đỡ cho mọi người trong chúng ta, hãy quên những gì cần phải quên, tha thứ những gì chúng ta cần phải tha thứ, và nhờ ơn Chúa giúp đỡ cho mỗi người trong chúng ta kính sợ Ngài, làm theo lời của Ngài, quên những gì Chúa muốn chúng ta cần phải quên và nhớ những gì chúng ta cần phải nhớ, để Chúa nói là Chúa sắp sửa làm một việc mới cho chúng ta. Amen. Chúng ta nói người bên cạnh, Chúa sắp sửa làm việc mới cho bạn và tôi. Chúa sắp sửa làm việc mới cho bạn và tôi. Esai 43 câu 18, 19 Chúa nói vậy. Đừng nhớ là sự đã qua, cũng đừng nghĩ với việc đời trước. Này ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay. Ấy là ta sắp vạch một con đường trong đồng vắng và khiến nước chảy trong nơi sa mạc. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta cần phải ôn lại những cái ơn phước Đức Chúa Trời ban cho mỗi người trong chúng ta. À, tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện để chúng ta tạ ơn Chúa như thế này. Một ngày kia thì có một con cái của Chúa cũng có mặt đây. Người này rất là có lòng, rất là sẵn lòng và muốn dâng một miếng đất cho hội thánh và để xây dựng một cái nơi nhóm lại. Ồ, chúng tôi nghe điều đó chúng tôi mừng lắm, chúng tôi hoan hô và chúng tôi ủng hộ. Cái người đó thì sẵn lòng hoàn toàn, nhưng mà người con rể chưa sẵn lòng. Chúng ta thấy nguy hiểm không chị? Và không biết lý do sao mà chúng tôi đã làm giấy tờ, làm quay mà cũng không được. Thậm chí chúng tôi đi cùng một người đó lên tứ xuống Long An, đi nhiều cách mà cũng không được. Nhiều lúc về tôi cũng thấy hơi bị thất vọng. Tại sao? Chúng con cầu nguyện quá chừng để làm giấy tờ mà tại sao không được? Nhưng mà sao rồi chúng tôi mới hiểu. Nếu mà lúc bây giờ mọi giấy tờ thủ tục ổn định đó, thì chúng ta sẽ không có cái căn nhà này. Vì chúng tôi có bao nhiêu chúng tôi quyết định, vì thấy cái lòng của người đó yêu mến Chúa quá, chúng tôi quyết định dồn tất cả những gì chúng tôi có để đầu tư tại nơi đó, để mà ủng hộ cái người đó để hầu việc Ngài. Nhưng mà nếu mà chúng tôi đầu tư tất cả gì đó thì có cái căn này không anh chị em? Không có. Mà sau này chúng tôi nghĩ là nếu mà đầu tư xong tất cả mà người đó thì sẵn lòng, một con rể mà họ không sẵn lòng, liệu họ thấy có được đến nó nhóm tự do là không? Cái đó là chuyện khác nữa. Wow. Cho nên chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương chúng ta và Ngài biết được tất cả mỗi nỗi lòng của chúng ta. Chúa nói là những kẻ khờ dại á, những kẻ kính sợ Ngài dù có khờ đi trong đường lối của Ngài thì cũng không bao giờ bị lầm lạc. Tôi ngồi lại tôi nghĩ tất cả những điều đó, tôi nói là Chúa ơi, con xin đếm những ân phước này. Con cảm ơn Chúa. Đôi lúc Chúa không nhận lời cầu nguyện chỗ này cho con, nhưng mà Chúa mở chỗ khác để ích lợi cho công việc của nhà Ngài. Bây giờ con chỉ đếm lại những ân phước và nói con cảm tạ ơn Chúa. Amen. Amen. Chúa chúng ta Đức Chúa Trời có sự tuyệt vời. Chúng ta đếm lại những ân phước của Ngài. Thử anh chị em nghĩ đi, trong cái mùa dịch, tôi nói trong mùa dịch nha, trong suốt 3-4 tháng chúng ta không làm việc mà Chúa có để cho tôi và anh chị em đói ngày nào không? Có một số người nói như thế nào? Trong ngày dịch không những bị đói mà còn dư nữa. Gạo nhiều lắm. Có một số người nói tôi như thế nào? Trong mùa dịch không phải là ăn khổ mà trong dịch Chúa còn cho ăn ngon nữa. Để cho các ngươi biết rằng ấy không phải là bởi sức của các ngươi, không phải bởi khả năng của các ngươi, nhưng mà bởi sự thành tính của Đức Chúa Trời dành cho người. Hãy nói người bên cạnh, hãy biết ơn Chúa trong lĩnh vực này. Amen. Hãy biết ơn Chúa trong lĩnh vực này. Hãy biết ơn Chúa trong lĩnh vực này, anh chị em ơi. Cho nên trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, Chúa nói là các ngươi hãy nhớ là những cái ngày mà các ngươi ta dẫn các ngươi đi trong đồng vắng. Đi bao nhiêu ngày quý vị? Đi 40 năm. Wow. Có một người nào ở đây 40 tuổi, giơ tay tôi xem nào. 40 tuổi. Không phải 40 tuổi à? Hơn 40 tuổi. À 45 tuổi, cảm ơn Chúa. Tôi thì 50 rồi, cảm ơn Chúa. 40 năm. Theo quý vị nghĩ 40 năm nó nhanh hay nó gọn anh chị em? Lâu lắm. 40 năm không phải là đơn giản đâu nha. 40 năm dài thông thọ. 40 năm người ta họ có đi làm gì không?
dân Israel đó. Không, bao nhiêu người? 2 triệu người. 2 triệu người, mình nghĩ đi, 2 triệu người mà 40 năm không cày, không cấy, không chạy xe ráp, không đi làm việc, mà Đức Chúa Trời kêu gọi Ngài vẫn nuôi họ trong 40 năm đầy đủ lương thực. Lúc đó họ chưa có tiền bỏ ngân hàng đâu, họ chưa có gì Momo ví gì đó chưa có đâu, nhưng mà họ cũng chưa có kho để họ trữ đâu, đúng anh chị em? Nhưng mà lý do tại sao mà Đức Chúa Trời vẫn nuôi họ trong 40 năm mà Kinh Thánh bảo rằng áo quần của họ thì không bị hư. Quý vị, bao nhiêu người đã từng mặc cái áo 40 năm, chỉ xem nào. Ngày xưa cái thời kỳ như cô Mỹ rồi, mấy người lớn tuổi này mặc đồ rách gì vá như bây giờ xưa rồi. Mặc mấy nước thấy qua thời nó bỏ thay áo khác, đúng không? Thầy tình như ông lao tới xong mà nói phụ nữ là một cái người cái gì đó mà thầm kín, nó huyền bí khó hiểu lắm. Cái người ta hỏi là sao? Điển hình vợ tôi nè, ông luật sư lao tới xong nó vậy á. Ba tủ quần áo bự lắm. Nhưng mỗi lần đi tiệc gì đó là bực mình không có đồ nào mặc hết trơn. Ba tủ quần áo mà mỗi lần đi đám tiệc không có cái đồ nào mặc hết trơn á. Có một cái gì đó mà chúng ta sẽ thấy có một sự mâu thuẫn tại đây. Nhưng mà dân Israel họ đi trong đồng vắng 40 năm. Họ không có thợ may. Họ không có thái tuấn. Họ không có việc tiếp. Họ không có N&M. Nhưng mà áo quần của họ cũng không bị hư. Mà trong khi 40 năm đó, giày của họ, dép của họ cũng không đứt. Mà tôi không hiểu là cái loại dép nó tốt hơn như thế nào. Ngày hôm nay người ta nói là giày Nike này, giày Adidas rồi là tốt. Nhưng mà trong thời kỳ nó chưa có hãng giày đó. Nhưng mà họ mang cái loại giày gì 40 năm mà không cũ không hư. Chúng ta thấy rằng đó có phải là sự thành tín và quyền năng của Chúa dành cho những kẻ mà Ngài lựa chọn không anh chị em? Bao nhiêu người trong chúng ta có mặt ở đây tin rằng Đức Chúa Trời đối xử tốt lành với Israel thuộc thể thì Ngài cũng đối xử tốt lành với dân Israel thuộc linh như vậy? Bao nhiêu người trong chúng ta? Quý vị có biết rằng quý vị là dân Israel thuộc linh không? Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thành tâm, nếu chúng ta đi theo tiếng gọi của Chúa, nếu chúng ta làm theo lời của Ngài, tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ không để chúng ta đói trong 40 năm. Ngài không để cho chúng ta áo không có áo quần mặc, Ngài không để cho giày dép chúng ta bị hư cũ, nhưng Ngài sẽ thánh hóa và Ngài làm để cho chúng ta kinh nghiệm sự chăm sóc kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ lại, hãy nhớ lại. Có một ngày cách đây mấy ngày thì chúng tôi đi đến đám tang ở trên Đồng Nai, và tôi chở cô Mỹ, Mỹ Hiền và Trang vào đây, thì cô Mỹ cũng nói như thế này: con bây giờ con không so sánh con với ai cả, con không so sánh con với người này người kia, nhưng mà con so sánh giữa con trước đây với bây giờ như thế nào. Đó là sự so sánh khôn ngoan. Đó là sự so sánh khôn ngoan. Trước khi mình chưa được đầy dạy Thánh Linh, trước khi mình chưa yêu mến Chúa, mình là người thế nào và bây giờ mình là như thế nào. Chúng ta cần so sánh đó và hãy nói lời cảm ơn Chúa. Amen anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi đi tập thể dục, có một ông chú, ông trước đây là ông đại tá công an. Bây giờ ông mua cái nhà, ba căn nhà liên tiếp mà cái dãy nhà phía sau này nè, ba căn nhà lầu thì còn đẹp đó, nhà của ông ở giữa. Và ông nói với tôi như thế này: hai đứa bên cạnh nó còn trẻ lắm, nó có 30 tuổi mà nó mua nhà giống như tôi, giống ông á, và hai đứa nó đều mua xe hơi cả, còn tôi 60 tuổi rồi mà tôi lại chưa có xe hơi. Ông phàn nàn và ông cảm thấy rằng tôi nhìn mấy đứa nó tôi mắc cỡ, tôi xấu hổ. Nghĩa là tôi có một người bạn có đi tập thể dục đứng bên và nói như thế này: ông ơi, trong cái dãy phố mà 276/29 này á, chỉ trong này có 4 căn nhà đẹp nhất, sang trọng nhất, mà nhà của ông đang nằm ở giữa như vậy, ông còn than phiền gì nữa ông? Cái điều tôi đang nói, người mà chưa tin Chúa đó, nhà lầu họ cũng than phiền, xe xấu hơn họ cũng than phiền, thua người bên cạnh một chút cũng than phiền. Nhưng tôi cầu nguyện cho anh chị em đang có mặt ở đây, chúng ta sẽ dỡ Chúa mà cảm ơn Chúa chứ đừng có than phiền. Chúng ta lắc vai người bên cạnh là hãy cảm ơn Chúa, đừng có than phiền. Đừng có than phiền. Nhìn lên á thì mình không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống á, đúng không anh chị em? Thật sự phải thỏa lòng. Có người đang nằm trong bệnh viện họ muốn giống như quý vị vậy nè, đúng không? Có người đang nằm dưới rạp cầu họ cũng giống như quý vị và tôi như thế này nè. Có được một chỗ ở, có
có được một sức khỏe, có được cái miệng à, lưỡi chúng ta còn nếm được thức ăn ngon, đầu óc chúng ta còn minh mẫn, miệng chúng ta còn nói được, hãy nói lên cảm ơn Chúa. Tôi khích lệ dân sự của Đức Chúa Trời trong hội thánh Salom mở mắt ra tập một câu, con cảm ơn Chúa. Tập đi anh chị em, chứ đừng có mở miệng câu đầu tiên làm bầm cái ngàn gì đây. Mở miệng ra cái là bà không lo cho tôi này, ông đang lo kia. Anh chị em ơi, mở mắt ra đừng có than phiền với con người, mở mắt ra đừng có chú tâm đến con người, mở mắt ra đừng có chú tâm đến năng đề, mở mắt ra đừng có chú tâm với những cái nhu cầu vật chất, nhưng mở mắt ra chúng ta cần chú tâm về Chúa đã. Anh chị em, có những người ngủ một giấc sáng mai không thức dậy nổi, đúng không? Đi luôn, đi mà đi đâu là quan trọng đấy nhỉ? Đi đâu à? Có Chúa thì lên tỉnh, đúng không? Không có Chúa thì chúng giữ á. Cho nên cảm ơn Chúa bây giờ mình có Chúa rồi. Tôi khích lệ dân sự của Đức Chúa Trời hãy tập thành nói lời cảm ơn Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa khi nào? Khi chúng ta biết đếm tất cả ơn lành Chúa ban cho chúng ta, đúng không anh chị em? Còn chúng ta không cảm ơn Chúa khi nào? Khi chúng ta không đếm những ân phước mà đếm những tai họa, đếm những sự thử thách. Thử nha, một ngày nào đó quý vị gặp phải một nan đề, quý vị ngồi quý vị nghĩ là những nan đề, nghĩ là nan đề thì quý vị sẽ như thế nào? Mệt mỏi và ngã lòng. Nhưng mà khi gặp nan đề, quý vị ngồi quý vị nghĩ là ồ, lần trước mình cũng gặp nan đề giống như vậy hoặc nan đề lớn hơn nữa, nhưng mình thành tâm mình cầu nguyện Chúa đã giải quyết rồi. Nan đề trước Chúa giải quyết được thì nan đề này là chuyện nhỏ. Amen. Hãy tích cực như vậy. Bao nhiêu người trong chúng ta đã từng làm gặp phải một nan đề kinh khiếp thì chúng ta nói như thế này: Chúa ơi, con đã bị bất lực trong nan đề này rồi, con mệt mỏi quá rồi, con chán quá rồi, chuyến này mà Chúa cứu con cả là con tin Chúa suốt đời. Amen. Con không bao giờ nghi ngờ Chúa. Chúng ta đã từng tuyên bố như vậy. Nhưng mà quá thật như vậy, khi mà thành tâm cầu nguyện như vậy, Chúa đã giải cứu một cách kỳ diệu trong đời đó. Amen. Sau mấy tháng sau gặp một nan đề nhỏ hơn lại quên mất tiêu. Mong rằng mỗi người trong chúng ta buổi sáng hôm nay hãy nhờ ơn Chúa mà nhớ những cái ơn lành phép lạ Chúa ban cho mọi người trong chúng ta. À, tôi đọc tiếp cho quý vị nghe ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 từ câu 6 trở đi: Hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối Ngài, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ khiến ngươi vào xứ tốt tươi, có nhiều khe suối nước sâu phun lên trong trũng và trên núi. Xứ đó có lúa mì, lúa mạch, dây nho, cây vả, cây lựu, dầu olive và mật. Xứ đó ngươi sẽ ăn bánh đầy đủ, chẳng thiếu món chi. Đá xứ đó đó là sắt, và từ trong núi ngươi sẽ lấy đồng ra. Vậy ngươi sẽ được ăn no nê và ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì cớ xứ tốt tươi mà Ngài đã ban cho ngươi. Ngươi khá cẩn thận, e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không gìn giữ những điều răn mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta đã truyền cho ngươi chăng? Lại sau khi ngươi đã ăn no nê, các nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng, mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-tô, tức là khỏi nhà nô lệ. Dân Israel mà khi mà Chúa kêu gọi họ có gì không anh chị em? Trước đó họ làm gì? Quý vị nhớ không? Nô lệ họ làm gì? Họ nhồi sình, họ nhồi buồn, họ làm gạch, họ xây nhà cho ai? Xây nhà cho Pharaoh, xây nhà cho người dân chúng tôi ở. Còn họ thì ở đâu? Ở ngoài đồng, ở ngoài bụi, rất là đau khổ. Họ làm họ có được lương không chị em? Bị trói buộc đau khổ như vậy. Nhiều người trong chúng ta trước đây chưa tin Chúa, chúng ta đã từng xây nhà cho người dân chúng tôi, chúng ta đã từng buôn bán làm ăn để đóng tiền lờ, tiền lãi, tiền hụi, chúng ta đã làm bao nhiêu tiền để dành đóng tiền cho bác sĩ, đóng tiền cho bệnh viện, mua thuốc, và chúng ta làm bao nhiêu tiền để dành cho những thói hư tật xấu, cờ bạc, rượu chè, trai gái, say xỉn, hư đốn. Chúng ta đã xây dựng những cuộc đời chúng ta bị trói buộc trong những lĩnh vực đó. Nhưng mà bởi lòng nhân từ của Chúa, Chúa đã kêu gọi người Ê-díp-tô, Chúa đã làm 10 tai họa để cứu họ ra khỏi nơi đó, và sau đó Ngài nuôi họ trong 40 năm trong đồng vắng. Nói xôi xong rồi làm gì nữa? Đức Chúa Trời đưa họ vào trong xứ mà có bò chiên, cây lựu, cây vả, xứ mà có khe nước, có đầy đủ tất cả mọi sự. Rồi ngươi có các nhà tư tốt đặt ở, có bầy chiên, bầy bò, có vàng, có tô trai tớ gái. Lúc bây giờ e là ngươi tự cao mà quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Và tôi mong rằng cái sứ điệp buổi sáng hôm nay để gửi đến một người nào đó, khi lòng quý vị cảm thấy bắt đầu tự cao, tự đại
và có một dấu hiệu chuẩn bị quên Chúa, thì nguyện xin Chúa dùng lời của Chúa buổi sáng hôm nay đánh đập vào lòng quý vị, đừng bao giờ quên ơn của Chúa dành cho mọi người cho chúng ta. Như hồi nãy mở đề tôi đã nói là sao? Chúng ta biết ơn thì lại thêm ơn, đúng không chị em? Người biết ơn là người càng được ơn. Người vô ơn là người bị mất cả ơn đi nữa. Mà tôi chưa thấy một con người nào biết ơn Chúa mà Chúa để con người đã bị bế tắc bao giờ. Tôi dám nói điều đó anh chị em. Tôi chưa thấy con người nào biết ơn Chúa, sống đẹp lòng Chúa mà Chúa để con người nó bước vào cái sự bế tắc bao giờ. Dẫu có gặp năng đề đi nữa, có gặp thử thách đi nữa, nhưng mà Chúa cũng mở đường để cho ra khỏi được anh chị em ạ. Đức Chúa Trời muốn mọi người trong chúng ta đừng bao giờ quên ơn của Chúa. Amen. Quên ơn của Chúa là điều không tốt lành. Chúa muốn mọi người trong chúng ta biết đến những cái điều phước hạnh. Chúng ta biết rằng là một trong những cái người là người mẹ của Môi-se. Môi-se sau đó ông đã trở thành một nhà lãnh đạo. Ông đã trở thành một người được sức dầu để mà giải cứu dân Israel ra khỏi xứ nô lệ. Chúa dùng một Môi-se trong việc quyền năng làm 10 dấu kỳ phép lạ và dẫn dân Israel đi vượt qua đồng vắng 40 năm kỳ diệu như vậy. Nhưng mà trước khi có Môi-se, chúng ta không thể nhắc đến một người mẹ. Amen. Muốn có Môi-se thì không phải chỉ có một người mẹ mà có tới hai người mẹ. Đúng không chị em? Chúng ta biết rằng bây giờ dân Israel họ sinh sản thêm nhiều và họ phát triển quá chừng đông. Bây giờ người Ai Cập sợ rằng dân Israel đông quá, họ đứng lên họ phản lại. Cho nên mới tìm cách là gì? Bất cứ đứa trẻ nào từ 2 tuổi trở xuống làm gì? Giết hết. Nhưng mẹ Môi-se là người sanh con mình ra, bà có muốn nở lòng nào để thấy cho con mình chết không? Không. Nhưng mà bà đã quyết định bảo vệ con mình bằng cách là sao? Làm một cái rương để con mình vào, thả xuống ngay chỗ mà công chúa Pharaoh đang tắm trên dòng sông Ninh đó, để rồi người công chúa đó vớt con mình về đuôi. Chúng ta biết mẹ của Môi-se tên gì không chị em? Ở trong suốt Ai Cập ký đoạn 6:20 là bà tên là Jochebed. Aran cưới Jochebed và bà sinh cho người hai con là Aaron và Môi-se, là hai người nam á, còn có một thêm người nữ là Ribam nữa. Rồi chúng ta biết rằng là bà, cái tên mà Jochebed á, cái nguyên văn đó là Đức Chúa Trời Vinh Hiển. Đức Chúa Trời Vinh Hiển. Để có một người mẹ, để có một người con được tồn tại trở thành nhà lãnh đạo thì không thiếu một người mẹ đầy can đảm, đầy hy sinh, đã yêu thương con mình, bảo vệ con mình, giúp đỡ cho con mình và bằng mọi cách để bảo vệ cho con mình được sống, được tồn tại. Và sau đó có một thêm người mẹ khác nữa, đó là người mẹ là công chúa của Pharaoh đã chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy dỗ Môi-se ở trong hoàng cung bây giờ. Tôi và anh chị em có mặt ngày hôm nay, thứ nhất về thiêng liêng là Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta không thể nào thiếu những người mẹ chăm sóc mọi người trong chúng ta. Tôi khích lệ như là Thiên Ân này đây nè, cần phải biết ơn mẹ Thiên nhiều. Cho nên biết ơn mẹ Thiên bằng cách xuống kia ngồi, không cần ngồi đó, cần đi nghe nói chuyện nữa, đúng không? Mời Thiên Ân xuống kia ngồi. Ok, cảm ơn Chúa, ngồi gần mẹ con. Cảm ơn Chúa. Chúa muốn Thiên Nga cần phải biết ơn mẹ Duyên nữa, đúng không? Mỹ Tâm cần phải biết ơn mẹ Hiền nữa. Và mỗi một người trong chúng ta tại đây cần phải biết ơn những người mẹ đã hy sinh, đã chăm sóc, đã bảo vệ, đã nuôi nấng, đã giúp đỡ cho mỗi người trong chúng ta. Cho nên Môi-se đã được Chúa sử dụng vào một cách thiêng liêng thì không thể nào thiếu một người mẹ. Có một cái bài thơ của một người tên là Ngọc Quỳnh Bích viết như sau: Chúa xem tất cả ý người, cái gì tốt nhất Chúa thời ban cho, trong ngày chớ có âu lo, liệu toan mọi việc đắn đo ít gì, Ngài làm mọi vật li ti, sẽ luôn hiểu được những gì ước mong. Đừng toan liệu quá phiền lòng, dâng đời cho Chúa quan phòng giúp ta. Amen. Mỗi một việc chúng ta cần biết ơn Chúa và biết ơn ba mẹ của mình thì Đức Chúa Trời sẽ dùng điều đó mà Ngài ban ơn lại cho mọi người trong chúng ta. Vì phần con là biết ơn những người ba mẹ, chúng ta là con cái biết ơn Chúa. Nhưng mà phần tại đài tôi cũng khích lệ những người mẹ, công khó của các bà mẹ bỏ ra trong Chúa không bao giờ vô ích. Hỡi các bà mẹ hy sinh cho con mình, chăm sóc cho con mình, nuôi nấng cho con mình, tôi tin chắc rằng
Đức Chúa Trời sẽ không để cho quý vị thất vọng. Dù con của mình nó hiếu thảo, nó lớn lên, nó làm, nó có tiền, nó về nó đưa cho mẹ, thì chúng ta hãy cảm ơn Chúa. Còn nếu mà những đứa con mà nó chỉ biết cho nó thôi, đồng lương của con là của con, đừng bao giờ động tới nó, chúng ta cũng cảm ơn Chúa luôn đi. Cảm ơn Chúa luôn đi. Bởi vì sao? Chúa nói là phàm làm việc gì thì sao? Hãy hết lòng mà làm như là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Amen. Đến một lúc nào đó chúng ta không còn cách để lo cho con mình, mà con mình nó tự lo được cho bản thân nó, điều đó cũng là mừng rồi. Điều đó cũng là mừng rồi. Và tôi dẫn cho các con tôi đi ăn, thì vợ tôi nói như thế này nè: thấy mấy đứa kia nó thiếu máu rồi, vô máu rồi, bệnh vô bệnh viện tùm lum la cực quá, thay vì vô bệnh viện dẫn vô máu thiếu máu, thôi bây giờ cho nó ăn đủ máu ra rồi. Đúng không? Cái một số người đó, ủa sao cô Hiền hay cô cứ nấu ăn hoài vậy? Thì nấu cho nó ăn đủ máu. Có vô bệnh viện mình phải thăm đúng không? Khỏe hơn, à đứa vô bệnh viện tốt hơn hả? Mà mệt hơn hả? Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho những người mẹ tại đây biết rằng những gì con khó khăn và mẹ đã chăm sóc con mình, yêu thương con mình không phải là của đời anh chị em. Amen. Cái người mẹ tiếp theo tôi muốn nói đó là bà Anne. Bà Anne là một con người biết ơn Chúa. Bà vốn là một người son sẻ, đúng không anh chị em? Không có con, nhưng bà đã không bỏ cuộc. Bà đã đến với nhà thờ của Chúa, bà đến với hội thánh, bà cầu nguyện tha thiết, cầu nguyện đến nỗi mà tuôn tràn dục lệ, cầu nguyện đến nỗi mà ông Haley cũng đó đồ say xỉn. Và cảm ơn Chúa, lời cầu nguyện của bà hết lòng, Đức Chúa Trời đã nhậm lời và cho bà đã có một đứa con tên là Samuel. Nhưng mà khi mà đứa con Samuel được sinh ra lớn lên á, thay vì bà yêu quý và chiều chuộng bà, bà để lại cho riêng bà. Nhưng mà bà anh em là bà một đời sống biết ơn. Mà đến là những ơn. Mà nói nếu mà Chúa không giúp đỡ thì tôi cảm ơn Samuel không? Không. Nhưng mà Samuel là đứa con cầu, con khẩn, con của Chúa ban cho. Chúa phú cho con xin kính dâng lại cho Ngài. Và Đức Chúa Trời đã đẹp lòng, Ngài đã nhận Samuel và Ngài đã xức dầu cho Samuel trở thành một nhà tiên tri, trở thành nhà lãnh đạo và trở thành người hầu của Chúa đầy ơn trong thời bây giờ. Sau đó Đức Chúa Trời không phụ lòng anh em, Ngài thấy anh em như vậy, Ngài cho anh em sinh thêm được 6 người con nữa anh chị. Tuyệt vời. Đức Chúa Trời chúng ta biết là người nào dám ban ra, dám dâng lên lại càng thêm ơn nữa. Chúng ta nói người bên cạnh, dám tin dám dâng càng thêm ơn lên nữa. Amen. Dám tin dám dâng càng thêm ơn lên nữa. Nếu mà lúc bây giờ mà bà anh em phải sợ mất á, bà giữ lại một mình Samuel thì sao? Bà bận rộn với Samuel, bà tập trung vào Samuel, thì tôi e rằng cái nguồn phước nó bị ngưng tại nơi đó và không có những đứa con khác. Và như thế nào nữa? E rằng Samuel trở thành gánh nặng cho bà luôn á. Nhiều người ngày hôm nay không có con, mong có con, có đứa con rồi không dám dâng lên cho Chúa, dẫn đến nhà thờ sợ nó bị nhiễm virus, dẫn đến nhà thờ sợ thế này kia cứ giữ nhà, và cuối cùng chưa cưng chiều con một á, mà chính đứa con nó trở thành nan đề trong gia đình của họ. Hỏi những người con một, tôi cầu nguyện cho quý vị, Đức Chúa Trời có một đứa con một của Ngài là Chúa Giêsu mà Ngài cũng ban cho thế gian nữa. Còn tôi và anh chị em có con, dám dâng lên cho Chúa đi, dâng lên cho Chúa thì còn, mà giữ lại thì mất. Nhiều người hậu chứng ngày hôm nay, hậu chứng con một á, nan đề kinh khiếp. Hậu chứng con một, chàng ơi, nó mà là ông trời con, nó học chàng ơi, rồi coi như là nó một con một cái lộn chọn, nó bỏ đi cứ rối lên cái rồi nó làm sếp, nó làm cha, rồi nó quay, nó làm cho cả nhà mất ăn mất ngủ của nó, làm cho gia đình mất hạnh phúc, mất vui mừng. Nhưng mà chúng ta hãy cầu nguyện, hãy dâng lên cho Chúa, đẩy nó đến nhà thờ, nó học hỏi lời của Chúa. Nhiều lúc cha mẹ dạy không được mà lời Chúa dạy thì được anh chị em. Đúng không chị em? Nên Samuel đã được dâng lên nhà thờ của Chúa. Samuel sau đó, Samuel thành công thì bà anh em cũng được phước nữa. Chúng ta nói người bên cạnh, con bạn thành công thì bạn cũng được phước nữa. Hãy nói người bên cạnh, con bạn thành công thì bạn cũng được phước. Ba được phước. Cảm ơn Chúa. Câu thuộc lệ thể cũng như là câu thuộc linh này anh chị em. Và câu chuyện nữa tôi muốn đọc cho anh chị em nghe trong Timôthê thứ nhì đoạn 1 câu số 5. Timôthê thứ nhì đoạn 1 câu số 5. Ta cũng nhớ đến đức tin chân thành của con, là đức tin trước đã có trong Lois bà ngoại con và trong Ơnít mẹ con. Ta tin chắc rằng đức tin ấy này đang sống trong con. Ba thế hệ, bà ngoại tin Kinh Chúa,
dẫn đến một người mẹ tình kinh Chúa, dẫn đến một người con tình bên Chúa. Timothy rất là trẻ mà Timothy đã trở thành mục sư. Là mục sư. Sau khi mà Phaolô truyền giảng tại Ephesô, mở ra được nhiều người tin Chúa, lập thành hội thánh, Phaolô đi công tác chỗ khác, Phaolô vứt cử Timothy là mục sư trẻ ở đó mà chăm sóc bầy cày chiên. Chúng ta thấy nào, một người bà ngoại tin kính dẫn đến một người mẹ tin kính, dẫn đến một đứa con tin kính. Từ trẻ Samuel đã Timothy đã trở thành mục sư rồi anh chị. Bao nhiêu người có mặt ở đây muốn con của mình trở thành hữu ích trong nhà của Chúa. Lắc vai người bên cạnh là tùy thuộc vào đức tin của bạn, tùy thuộc vào đức tin của bạn, tùy thuộc vào thái độ của bạn. Chúng ta có tin vào điều này không? Tùy thuộc vào thái độ của chúng ta, đức tin của chúng ta. Có nhiều người đi tới hội thánh hàng trăm điều tốt không chịu nhớ, mà nhớ cái người bên cạnh kỳ cục. Cứ về kể cho con mình, trời, tại sao người ta đi hội thánh hết sức buồn. Chứ con ở nhà là biến mà bấm máy, tao ngồi gặp mẹ nó chán đời. Tới hội thánh này kể toàn chuyện xấu của hội thánh cho gia đình mình nghe. Tôi hỏi anh chị em rằng, nếu mà người mẹ mà không kiểu đó đó, không mà lâu bao chuyện xấu của hội thánh kể, con của mình nó muốn đi nhà thờ không? Không. Nó không đi nhà thờ thì đi nhà gì? Nhà tụ. Nó không đi nhà thờ thì đi nhà gì? Nó đi quán bar. Nó không đi nhà thờ thì đi đá gà. Nó không đi nhà thờ thì nó đi cá độ đá banh. Nó không đi nhà thờ thì nó đi nhậu. Tôi nói anh chị em rằng, hãy đưa con mình đến nhà thờ. Nếu không đưa nó đi đến nhà thờ, không sớm thì muộn nó cũng đi đến những cái nhà mà tôi vừa nói đó. Đúng anh chị em? Cho nên những người làm mẹ, những người làm bà ngoại, đi nhà thờ về không kể thì thôi, mà hãy kể là kể những điều tốt của hội thánh. Có nhiều người đi về nhắc tới tên tôi, mà thay vì nói những điều đó, nó phong nó ngô quá. Khải nó ngô. Thì vì ba mẹ tôi xin tôi dạy thì khải tôi đúng không? Nó có gì thế. Nó kể chuyện ngô của tôi hoài. Chứ vậy? Rồi kể phong nó ngô hoài à. Trong nhà thờ làm như mình nó nói hoài à. Tôi không đồng sư bây giờ tôi không nói thì nói gì vậy? Đúng không? Chứ làm bằng cái. Tôi đố quý vị á, ông chồng của người đó có đi nhóm không? Còn lâu. Hả không? Cho nên nhờ ơn Chúa tôi khích lệ mỗi người trong chúng ta. Kinh Thánh cho nó làm, chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Nhưng khi đáng nói thì hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho kẻ nghe đến là như vậy. Đúng không? Còn có chuyện trong nhà thờ, con nít nó đụng chạm với nhau, nó giành ba cái bánh hoặc và đồ chơi, cái chuyện đó chỉ con nít. Đừng có hùng hùng bá bá lên mà mất lòng với nhau về chuyện con nít. Những người trưởng thành rồi á, hãy trở thành người trưởng thành đi. Trưởng thành không lo trưởng thành quay lại cái thằng nít trở lại chi vậy? Có đúng không? Nếu để mình gọi mình là lớn mà xe như chuyện con nít rồi cãi lộn con nít, vậy là trưởng thành chưa? Chưa. Là người trưởng thành cần phải bỏ những gì cần phải bỏ và nhớ những gì cần phải nhớ, nói những gì cần phải nói và những gì không nói không cần phải nói. Amen anh chị em. Nhưng chính nên Kinh Thánh khích lệ mỗi người chúng ta là gì? Cần quên những gì cần phải quên, nhớ những gì cần phải nhớ, và đặc biệt là phải đếm những phước hạnh của Đức Chúa Trời. Quý vị thử nha, ngày nào quý vị cảm thấy quý vị hơi yếu đuối, quý vị tin đây, nếu có viết thì ghi viết, còn không thì lấy điện thoại bấm đây. Nguyên một năm này ân phước, hoặc là kể từ ngày mình tin Chúa đến giờ ân phước gì, quý vị cứ ghi ra một loạt đi, làm cho đức tin quý vị vững vàng vô cùng. Làm cho đức tin quý vị vững vàng vô cùng. Biết bao nhiêu điều. Vừa rồi thứ sáu vừa rồi chúng tôi có một buổi cầu nguyện tại đây. Chúng tôi kể là những cái chuyện vừa rồi chúng tôi đi công việc, 50 người chúng tôi đi công việc ở nơi xa. Hoàn toàn 50 người chúng tôi bị bế tắc trong tài chánh. Tôi phải nói là trong 50 người đó chỉ có một vài người đủ tài chánh đi thôi. Vì chi tiêu một người tới 20 triệu. Mỗi người 20 triệu. Mà tới 50 người. Tôi nói chị em rằng, vốn chúng tôi là bế tắc hoàn toàn. Nhưng mà anh em salon cực kỳ dễ thương. Cực kỳ dễ thương là dốc lòng cầu nguyện tiền kiếm Chúa. Nói Chúa ơi, con thì con không có tiền nhưng con có ngài. Con thì không có nhưng ngài có tất cả. Quý vị có thể rằng sau khi cầu nguyện đi và trở về không thiếu một đồng. Chúng ta vỗ tay ngợi khen ngài. Hãy vỗ tay ngợi khen ngài. Vì đó là công việc của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Hãy nhìn xem Chúa. Và không những là đủ mà còn vô chúng định đi Campuchia nữa kìa. Chúng mình đi Campuchia. Và tôi phát hiện được có những người ở âm tầm và dân ý mà nữa. Để công việc đó mình không dùng mình ta là mà dùng ở Campuchia. Amen chị em. Cho nên Đức Chúa Trời chúng ta là đất thành tín. Ngài làm những việc lớn hơn những gì chúng ta cầu xin hoặc tin tưởng. Anh
chị em hãy nghĩ là ngồi đếm là những ơn phước của Chúa đi. Hãy đếm là những ơn phước của Chúa đi. Chúa làm vượt quá mọi sự anh chị em rồi. Như hồi nãy Duy Anh làm chứng trong mùa dịch mà làm gì? Xây được nhà. Cái đó là phép lạ đó nha. Trong mùa dịch mà tôi nhớ có một chị nào đó cũng xây được nhà nữa, mua được nhà nữa. Đó chị Anh, cảm ơn Chúa. Nhờ chị mua được nhà mà mời vợ chồng chúng tôi qua cầu nguyện cho nhà. Mà nhờ đó còn quen được chị Hiền. Cái từ từ nơi đó có một hội thánh giống lại thờ phượng. Mình thấy đó phải là chương trình của Chúa không? Như vậy Chúa cho chúng ta một căn nhà cũng là mục đích của Chúa. Hãy nói người bên cạnh, Chúa cho bạn một căn nhà là mục đích của Chúa. Amen. Chúa cho bạn một căn nhà là mục đích của Chúa. Chúa muốn dùng nơi đó để làm sáng danh được Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Chúng ta còn nhớ không, trong mùa dịch mà Chúa cũng là cho chúng ta xây được nhà thờ nữa. Ồ, bao nhiêu người đã lên nhà thờ rồi? Giơ tay như vậy có. Bao nhiêu người chưa lên nhà thờ? Giơ tay đi. Chưa lên nhà thờ. Wow, ổn quá. Ổn vô cùng. Vừa rồi phục sinh ha, 200+ người ở trong nhà thờ và đã kinh nghiệm sự tuyệt vời từ nơi Chúa. Qua những điều đó nhắn nhủ cho chúng ta một lần nữa là Đức Chúa Trời vẫn còn sống. Hãy nói người bên cạnh, Đức Chúa Trời vẫn còn sống. Amen. Đức Chúa Trời vẫn còn làm phép lạ. Đức Chúa Trời đang làm phép lạ, đã làm phép lạ và Đức Chúa Trời tiếp tục làm phép lạ. Hãy đếm những ơn phước của Ngài thì quý vị chỉ nói ngợi khen Chúa mà thôi. Nếu quý vị càng đếm ơn phước của Ngài thì quý vị giật mình thấy nào. Wow. Wow. Sau mùa dịch ai cũng dịch hết. Mắc dịch hết. Cảm ơn Chúa, sau mùa dịch chúng con được khỏe mạnh bình yên. Được chưa dập để làm các thứ việc làm. Chúng con vẫn còn sống động và có thể làm được công việc của Chúa. Wow, ngạc nhiên chưa anh chị em? Chúa quá quyền năng. Hãy chỉ cho tôi một người biết ơn Chúa, biết đếm ơn phước của Chúa. Tôi chỉ cho quý vị người đã đi từ phước hạnh này đến phước hạnh khác. Hãy tiếp tục sống trong ơn phước của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa nói là các ngươi, tôi đọc tiếp cho quý vị câu số 11 của đoạn 8 là chúng ta sẽ nghỉ chỗ này nha. Ngươi khá cẩn thận. Evangel và Đức Chúa Trời ngươi không gìn giữ những điều răn mặc lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho các ngươi chăng? Lại sau khi ngươi đã được ăn no nê, các nhà tốt đặt ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao mà quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức là khỏi nhà nô lệ chăng? Ấy là Ngài đã dẫn ngươi đi ngang qua đồng vắng mênh mông gớm ghiếc này, đầy những rắn lửa, bò cạp, đất khô khăn chẳng có nước. Ngài khiến nước từ hòn đá rất cứng phun ra cho ngươi. Lại trong đồng vắng, Ngài ban cho ngươi ăn manna mà tổ phụ ngươi chưa hề biết, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, hầu về sau làm ơn cho ngươi. Vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng ấy là nhờ quyền năng ta, nhờ sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Ghi ông anh chị em, hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài đã ban cho ngươi được sức lực đoạt được những sản nghiệp để làm trọn sự giao ước mà Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay. Ngài ban sức lực cho ngươi, Ngài giúp cho ngươi đạt được sản nghiệp. Bao nhiêu người trong chúng ta đã ý thức được rằng là những gì mình có được là nhờ Chúa giúp đỡ cho mình. Bao nhiêu người ý thức được rồi? Thậm chí quý vị có được người vợ cũng do Chúa cho đó. Amen. Đúng không chị em? Quý vị có sức khỏe được ngày hôm nay cũng do Chúa cho đó. Amen. Còn nhà cửa tiền bạc vật chất, ngày hôm nay khoa học tìm ra đủ thứ hết. Khoa học tự hào, tự cao, tự mãn, tự đại. Nhưng tôi nói và cho em rằng trước khi khoa học tìm ra những điều đó là Đức Chúa Trời đã dựng nên điều đó rồi. Ví dụ như có một mỏ vàng ẩn giấu rồi đó, có người tìm ra được mỏ vàng, có người xưng hùng xưng bá, anh nói tao là vua, tao là giàu nhất, bây giờ tao có quyền tất cả. Nhưng mà không cần nhớ ơn của Chúa, nhưng mà nên nhớ là muốn có mỏ vàng là do chính Đức Chúa Trời đã dựng nên rồi. Vì Kinh Thánh mà muôn vật bởi Ngài làm nên, không vật chỉ làm nên mà không bởi Ngài. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, thì như vậy nguyên cái mỏ vàng nó không phải là do Chúa dựng nên đâu anh chị em. Tôi nói anh chị em, nếu mà biết ơn Chúa đó, một cái người mà Canada đã bị trong mùa dịch, sau khi ông bị nhiễm Covid và ông bị thở oxy trong một đêm và ra sáng mai tính cái toa, đưa cái toa ông cầm cái toa, ông khóc như mưa, ông khóc như mưa. Thì bác sĩ y tá hỏi, ủa ông thấy cái toa nhiều tiền của ông khóc hả, hay là tại sao vậy? Ông khóc như mưa và ông yếu máu, ông nói như thế này nè: không phải tôi thấy cái toa này nhiều tiền của tôi, nhưng mà tôi thấy tiền tôi thở oxy bao nhiêu, tiền thuốc bao nhiêu vậy. Tôi thấy được rằng là tôi chỉ thở oxy có một đêm mà tôi tốn bao nhiêu tiền nè. Mà hồi nào tới giờ từ nhỏ đến lớn tôi thở không khí của Đức Chúa Trời biết bao nhiêu, tôi chưa hề cảm ơn Ngài một lời. Muốn nhắn nhủ những người đang có mặt ở đây, đừng nghĩ là mình giỏi mình vượt qua Covid. Đừng có nghĩ. Đừng gọi nhờ tôi xong cái này hoặc tôi chích cái
kia hoặc là tôi giỏi nọ, tôi tồn tại. Không hề đâu chị em. Có những người chết tới 4 buổi chết như chết. Đúng không chị em? Có người xong nhiều đê xong liên tục á, xong rồi chất dầu rồi ngậm muối khói lên rồi có chết cũng chết. Nhưng mà tôi và anh chị em còn tồn tại được là nhờ ơn thường sống. Hãy biết ơn Chúa anh chị em. Anh em đừng có nhìn xa xôi, so sánh nhan sắc mình với hoa hậu này, hoa hậu kia, anh em buồn. Đừng có cần so sánh đó. Hãy cảm ơn Chúa với nhan sắc mà được Chúa trời ban cho. Anh chị em cũng đừng đem cái tài sản mình so sánh với Bill Gates hoặc so sánh với những nhà tỷ phú này kia. Những gì sức của mình đạt được như vậy đó là của Chúa cho rồi. Hãy biết ơn Chúa rồi anh chị em, đúng không? Cho nên nếu mà chúng ta biết ơn Chúa là cỡ nào chúng ta cũng biết ơn Chúa được cả. Cảm ơn Chúa. Rồi cái nào? Câu số 19 nè. Nếu ngươi quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà đi theo các thần khác, họ nhiều thần lắm á, hầu việc và quỳ lại trước thần ấy á, thì ngày nay ta cáo quyết rằng các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất. Các ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời diệt trước mặt các ngươi, bởi vì không nghe theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Nhưng mà nhân danh Chúa Giê-xu tôi cầu nguyện cho những người đang nghe hôm nay, những người trong hội Thánh Sa-lôn, chúng ta không quên ơn Giê-hô-va Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Chúng ta không quên ơn cha mẹ mình đã giúp đỡ cho mình. Chúng ta không quên ơn những người đã từng giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta không quên ơn những người đã từng cầu thay và dạy đạo cho chúng ta. Dù tôi và anh chị có thành công cỡ nào đi nữa, cũng nhớ được rằng con sống được là con nhờ ơn thương sống của Chúa. Con đạt được những điều này điều kia là bởi ơn của Ngài. Chúng ta cũng đứng lên và chúng ta cầu nguyện nói: Chúa ơi, giúp đỡ cho con sống biết ơn Chúa và biết đếm đến phước hạnh của Ngài. Vì lý do đó lời của Chúa bảo chúng ta rằng: hãy đếm những cái phước hạnh, hãy đếm những ngày ân lành, hãy đếm tất cả những điều Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta. Oh, hallelujah, trong danh Giê-xu, hallelujah. Bố cả ngày hôm vừa khen Chúa, Chúa Chúa tôi là Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng cao cả muôn loài, hallelujah. Oh, hallelujah, chúng ta cùng đưa tay lên để hát bài thánh ca này, trong sự mạnh mẽ và hãy cảm ơn Chúa ngay giờ này. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.